trình cổ nhạc Vân Lan. Bây giờ tiết mục kế tiếp này là Quang Trung Đại Phá Quân Thanh, diễn ra sau trận Ngô Quyền tới 861 năm, tức là năm 1789. Bây giờ xin mời cho một tràng pháo tay cho thật lớn cho tất cả các anh em chị em nghệ sĩ với trích đoạn Quang Trung Áo Vải Cờ Đào. Xuất anh tài lên ngôi hoàng đế chưa ngoài 40, chiến công vang dội đất trời, đánh Nam dẹp Bắc đời đời ghi danh, phá tan 20 vạn quân Thanh, Việt Nam thống nhất sự xanh rạng. Đắp bồi non sâu ai về bình định quy nhân có còn nghe tiếng quân vang rừng dây núi, gió ngựa tây sơn quanh liệt sử xanh một thời gian dội tay chỉ phương nam cờ rung phương bắc ngùng ngục triều đại nhà Lê tàn lụng, trời phương Nam rỉ máu vì bọn quyền quan, mấy mươi năm dài chia cách sông danh, chinh chiến điêu tàn muôn dân thống khổ. Xa trường tiên tiết dòng ngàn sao, tàng ý giáo gãi kinh hồn giặc lớp lớp thanh cao đầm máu đào, mộng lớn vinh yên đại nghĩa sáng ngời, ngựa dục phương rách gầm sóng dậy, hai vạn quân thù tan tác mộng cuồng xăm, mang thanh bình nón lại cho muôn dân, lịch sử ghi danh người anh hùng áo dài, trời gia đình mùa xuân như trở lại, gió Nam Hà long long khúc hùng ca. Người đi sông núi mịt
dương bao tình. Đất Bắc Hà chuyển mình run rẩy dưới gót chân của quân thù hung bạo, trời thăng long đắm chìm trong cơn giông bão, tiếng thiết quan trung vang dội khắp sơn hà. Dải đất non sông đã được tổ tiên dùng đắp bao đời, không kẻ thù nào được đặt chân xâm lấn, không bao quyền nào hạ hiếp muôn dân. Trận đống đa dùi xác bọn quân Thanh, mùa xuân chỉ dầu quân Nam riêu chiến thắng. Mùi khói súng còn dương trong chiến trận, mong năm tháng diện tiếng hát dậy kinh thần. Sự đau buồn ghi đậm nét bi ca, công chúa Ngọc Hân viết tròn bài tình thơ. Nỗi niềm thương nhớ bờ giờ, ai tư dân khúc ly sầu, mộng lớn còn dương trên khắp nẻo biên thùy. Ai về Bình Định Quy Nhơn, có nghe gió ngựa Tây Sơn thuở nào? Ngàn xưa cho đến ngàn sau, khói hương lịch sử dạt vào trời Nam. Maichin Auto Accessory tọa lạc tại trung tâm Lidl Sài Gòn, một địa điểm duy nhất, lâu đời nhất và lớn nhất của người Việt, bán nhiều và đầy đủ các loại mặt hàng về tân trang, bảo vệ cho xe hơi, xe truck, RV, tàu, hệ thống âm thanh stereo, niềng xe, vỏ xe, đặc biệt cho BMW, Mercedes, dán kiến xe, dash cover, seat cover. Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Maichin xin chân thành cảm tạ quý vị đã thương mến ủng hộ chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. 714 554 1998, 554 1998.